Đây là mẫu xe khi chúng ta mở được cả cánh cửa này, mở nắp capo này. Đó, và chúng ta mở được cả đuôi gió. Đây, phần đuôi gió đây. Khi chúng ta mở đuôi gió và khi chúng ta đóng đuôi gió lại này, thì nó sẽ như thế này. Đây là khoang nội thất của xe này, vô lăng này. Và bên trên tắp lô thì có pha một chút đỏ trên tắp lô, nhưng rất đẹp và ấn tượng. Đóng cửa này. Rồi, tôi sẽ đóng cửa tiếp bên này. Rồi. Xem phần đuôi xe tiếp theo đi. Đây là phần đuôi xe này. Đóng nắp capo này. Đuôi xe thì mọi người nhìn thấy đây là cụm đèn hậu nhá. Đèn hậu này sẽ sáng được này. Khi chúng ta ấn lực nhẹ lên phần nắp capo thì cụm đèn pha sẽ sáng, cụm đèn hậu này cũng sáng và sẽ có cả tiếng động cơ. Chúng ta sẽ cùng xem cụm đèn pha sáng này. Rồi. Tiếp đến thì chúng ta mở cửa. Mở cửa thì cụm đèn cũng sẽ sáng. Đèn pha, đèn hậu đều sáng. Kèm theo đó là tiếng còi cảnh báo. Mở tiếp phát nữa này. Rồi. Chiếc xe này thì được đúc bằng hợp kim nhé. Và chạy cót. Chạy cót là như thế nào? Là chúng ta cần kéo lực về sau. Thả ra là xe chạy. Chạy tốc độ rất là nhanh. Rồi, trên đây thì chúng tôi xin đánh giá mẫu xe McLaren 720S. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.